Rồi, hello anh em, tiếp tục với anh em. Lên cho anh em một con máy cắt cỏ. Máy này chắc nó dài lắm rồi. Cây này 500 nha anh em, nguyên cây ha, nguyên cây 500.000, 500.000 anh em tự trả ship, chốt thì chuyển khoản trước, để đó nào gửi được thì gửi ha. Rồi, con này là con G2C nha anh em. G2C ha, em của mấy anh là G3C rồi đó. Đó là dòng này là dòng Genoa Komatsu nha anh em, dòng này chạy chuẩn lắm ha. Dòng này chạy IC nè, nó về cũng thể dễ làm ha. Bao hơi lửa nha anh em, 500.000 bởi cổ phiếm rồi. Đầy đủ đồ nghe, nhưng mà bởi cái cổ phiếm này, cái này về anh em là độ cái phiếm lên ha, lên chế 260 là sử dụng ngon lành ha, bán nhiều video nha. Đó, bình xăng này thấy còn ok nè, chưa bể nè, về làm cái cọng dây nữa ha, gịch lên cái nơi rồi có chân có giò rồi luôn đó. G2C ha, máy tum gời nghe anh em, tum gời tum 260 đó ha, gỡ ra gáp xịt thước cũng được luôn, hay là lấy một cần sử dụng thì cũng 300-400 ngàn rồi đó. Nguyên con 5 xị 5 xị đó. Rồi con này là cần thiết đồ là tay lái đầy đủ nha, mắc bao da nè, chị nữa kiếm cho một cái để vô cho anh em ha. Đó, mồi xăng rồi anh em, nổ rồi, bao hơi lửa nha anh em. Đó, hơi lửa tốt ha, nói chung là về làm vừa là bộ chế nên là nổ. Cái này hình như em nhớ là bắt cái phím Trung Quốc á, phím Trung Quốc mà máy 34 ly á, bắt cái phím vô là xong là đưa vô bắt hai ngóc là thành lên cái bộ chế mới là làm dây xăng lên chạy sử dụng. Rồi tay lái đồ đầy đủ nha. Cái bộ này thì thiếu cái bộ chén kẹp nha anh em, thiếu thì để thiếu chứ không có tặng thêm nha anh em. Nó thiếu bộ chén kẹp này ha. Đó, cùi thì lăn là ok hết. Thiếu cái bộ kẹp lử đó, vậy anh em bổ sung thêm ha. Đó, 500.000 như video, giá lỗ thì lỗ tuột quần rồi. Không có thêm vô được nữa. Thêm vô cái này nè. Thêm vô này ha, nội bộ tay lái này anh em mua gầy là 100.000, không biết có không á. Cái bộ tay này cực kỳ êm luôn, bộ tay hại luôn anh em. Bộ tay nhôm giảm rung. Rồi 500.000 ha, bao hơi lửa trái anh em nhìn trái nè, cực đẹp nha. Đó thấy không, trái nồng ở trong nè. Sáng trưng anh em thấy không. Đó, bao hơi lửa, máy móc thì êm. Máy móc tốt nha anh em, 500.000, 500.000. Tự trả ship nha, anh em nào chốt thì chuyển khoản trước và tự trả ship. Chuyện nào bưu điện nhận hàng về em dục lên xe gửi. Đó, tắt công téo rồi đầy đủ. Con này là nồng nó 32 ly nha anh em, 32 ly nó 24-25cc vậy, chạy mạnh lắm. Mấy cái dòng máy mà Genoa Komatsu này trước chạy bền mạnh cực kỳ luôn. Đóng sau lưng đóng Genoa này ha. Hàng ngày bãi về chưa vệ sinh nha anh em. Đó, rồi anh em nào chốt thì liên hệ ha, 0972 949 527. Rồi, bye bye anh em.